Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ học về cái bài JavaScript từ 40 nói về xử lý ngoại lệ. Ngoại lệ thì chúng ta hiểu nó là những cái lỗi. Lỗi thì bao giờ nó cũng sẽ phát sinh ở trong bất kỳ một cái chương trình nào. Và ở đây thì khi phát sinh lỗi thì vấn đề của chúng ta đó là phải kiểm soát được những cái lỗi mà nó xảy ra trong chương trình của chúng ta. Bởi vì một khi mà cái chương trình nó gặp lỗi thì nó sẽ dừng cái chương trình. Và bây giờ chúng ta cần phải xử lý làm sao để khi cái lỗi nó phát sinh thì chương trình chúng ta vẫn chạy một cách bình thường, đó không bị ảnh hưởng đến những cái tính năng khác. Có rất nhiều những cái lý do có thể phát sinh ra lỗi, ví dụ như là chúng ta nhập sai cú pháp này, đấy, sau đó thì chúng ta tham chiếu hay là sử dụng đến những cái thành phần, những cái phương thức, những cái hàm hay là những cái biến mà chúng ta chưa có định nghĩa nó, rồi là sử dụng sai kiểu, ok, thì đấy là một số những cái ví dụ về chúng ta sẽ gặp lỗi. Đó. Và trên thực tế đó là có rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta chạy chương trình mà nó bị lỗi. Ví dụ như là khi chúng ta yêu cầu người dùng nhập vào một cái số tài khoản để chúng ta chuyển khoản, nhưng người dùng lại nhập vào cái gì đó bị sai hoặc là số tài khoản không đúng, thì chúng ta phải phát hiện ra là à như vậy thì cái đầu vào của người ta đấy là có hợp lệ hay không. Nếu như ok thì chúng ta sẽ thực hiện một cách hoàn chỉnh, còn nếu không thì phải thông báo cho người ta là người ta đã làm cái gì và gợi ý là nếu như xảy ra lỗi thì là khắc phục nó như thế nào. Ví dụ nhập thiếu số tài khoản chẳng hạn, giả sử là số tài khoản ngân hàng là có 13 chữ số, thì nếu như người dùng nhập thiếu hoặc nhập thừa thì ta phải thông báo à anh đã nhập thiếu hoặc là nhập thừa, vui lòng kiểm tra lại. Hoặc là nếu chúng ta phát hiện ra à người dùng nhập vào những cái ký tự không phải là số tài khoản, đấy ví dụ nó không phải con số, thì chúng ta phải thông báo cho người dùng là trong cái số tài khoản thì không được chứa những cái ký tự lạ. Ok, đấy thì đấy là một số những cái mình ví dụ thôi. Nó còn rất là nhiều cái nữa và thông thường thì chúng ta sẽ xử lý ngoại lệ tương ứng với từng cái trường hợp mà chúng ta gặp phải. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những cái keywords khi mà chúng ta sử dụng để xử lý ngoại lệ. Ở đây thì có bốn cái keywords mà chúng ta cần lưu ý khi mà nói đến cái việc xử lý ngoại lệ hay xử lý lỗi. Ngoại lệ cũng chính là lỗi nha. Đó. Thì cái ngoại lệ là chúng ta có thể xử lý được. Đấy. Còn lỗi thì nó cũng thực tế là vẫn xử lý được, nhưng mà thường khi mà nói đến lỗi là một cái vấn đề nào đó mà không thể khắc phục bằng cái chương trình của chúng ta thì người ta thường là sẽ gọi là lỗi, còn mình sẽ gọi cái này là ngoại lệ. Những cái keyword đây là try, guess, throw, finally. Thì cái ý nghĩa và cách sử dụng của nó như thế này. Try. Thì cái try nó sẽ định nghĩa ra một cái khối này sẽ chứa cái đoạn code mà có thể xảy ra lỗi, xảy ra ngoại lệ. Và khi lỗi và hay là ngoại lệ xảy ra ở trong cái khối try thì nó sẽ được xử lý ở trong cái khối guess. Đấy. Thì cái khối guess nó sẽ làm cái nhiệm vụ là xử lý cái lỗi khi gặp phải. Và tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể thực hiện đó là không xử lý gì hết. Đấy là lựa chọn của chúng ta. Và khi mà một cái lỗi nó xảy ra, các bạn có thể không xử lý và sẽ throw nó. Ok, throw tức là ném lại cho một thằng khác. Cái này nó giống như là quy trách nhiệm cho một thằng nào đó. Ví dụ, các bạn giao nhiệm vụ cho thằng A, bảo nó là mày làm cái việc đấy đi. Nhưng mà đến cuối cùng, đến cái khi mà chúng ta yêu cầu là kết quả như nào, nó lại ném cái lỗi là cho thằng ABC, thằng kia kia nữa, là gây ra cái gì đó ảnh hưởng, nó không làm được xong cái công việc đó. Như vậy thì cái việc đổ lỗi thì ta có thể sử dụng thông qua throw. Và trong cái JavaScript thì cái việc throw nó sẽ tức là sẽ đẩy cái lỗi ra cái khối bên ngoài để khối bên ngoài xử lý. Ok. Như vậy nếu như không muốn xử lý lỗi hoặc là muốn tạo ra một cái lỗi thì chúng ta sẽ sử dụng throw. Và cuối cùng là finally, thì tùy vào cái kết quả ở cái khối try catch mà cái finally này nó sẽ thực hiện. Và thông thường thì khi chúng ta muốn thực hiện những cái công việc nào đó sau cùng, tức là cho dù có lỗi hay không lỗi thì chúng ta vẫn cứ thực hiện cái đoạn chương trình đấy, thì chúng ta sẽ cho nó vào khối finally. Ví dụ đơn giản như là khi chúng ta đọc một cái file nào đó. Đấy thì cuối cùng đó là sau khi mà đọc thì cho dù có đọc được hay không thì chúng ta cũng phải đóng cái file đấy lại. Thì chúng ta sẽ cho cái đoạn lệnh mà đóng một cái file lại vào trong cái khối finally. Ok.
Hoặc như một cái ví dụ khác, bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái việc chuyển khoản cho một cái tài khoản nào đó, và cho dù có thực hiện được cái việc chuyển khoản hay không thì chúng ta phải đóng cái kết nối ấy lại. Ok, đấy, như vậy thì là tổng quan về cái những cái câu lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng khi mà xử lý ngoại lệ hay là xử lý lỗi. Try thì là định nghĩa ra một cái khối code hay là để chứa cái khối code có thể xảy ra lỗi. Catch tức là sẽ dùng để xử lý cái lỗi mà lỗi này xảy ra ở trong khối try. Throw thì dùng để ném cái lỗi cho một cái khối bên ngoài, thường sử dụng khi mà chúng ta muốn tạo ra một cái lỗi mới hoặc là không muốn xử lý lỗi. Đấy thì chúng ta sẽ throw. Và cái finally thì dùng để thực hiện những cái đoạn chương trình, thường dùng để clean up tức là để dọn dẹp ấy, thì có thể là đóng kết nối, đóng đóng cái đọc ghi file vân vân. Ok, thì đó là cái lý thuyết và một số những cái lỗi mà chúng ta hay gặp phải thông thường nhé. Có nhiều cái khác mình không đưa ra, tuy nhiên đây là những cái thứ mà mình thấy là hay gặp phải này. Đó là range error, tức là vượt quá khả năng của một cái gì đó. Ví dụ như là chúng ta muốn lấy cái phạm vi của một cái số, tức là độ chính xác của một số đi, muốn lấy đến 500 chữ số chẳng hạn, trong khi số các giá trị có thể lấy là ví dụ như là khoảng 14 chữ số thôi. Ok, thì cái phạm vi hay là cái khả năng thì nó sẽ bị vượt quá, như vậy thì nó sẽ gặp range error. Ok, tí nữa chúng ta sẽ minh họa. Tiếp theo đó là reference error, thì đây là lỗi tham chiếu. Ví dụ chúng ta truy cập đến một cái giá trị biến nào đó mà chúng ta từ chưa có khai báo, chưa có định nghĩa nó. Đấy là một cái ví dụ nha, không phải là tất cả đâu. Syntax error thì cái này rất là hay gặp, chúng ta thiếu thừa một cái dấu ngoặc, một cái ký tự nào đó thì nó sẽ thường xảy ra lỗi của pháp, hoặc là chúng ta thực hiện những cái gì đó mà nó không đúng, không hợp lệ, những cái toán tử không hợp lệ. Và type error tức là thường nói về lỗi kiểu, ví dụ chúng ta sử dụng một cái của number nhưng mà lại sử dụng nó kiểu của không phải number thì có thể nó phát sinh ra cái lỗi kiểu, hoặc là chúng ta định nghĩa là một cái kiểu mới sau đó thì sử dụng nó giống như một cái number chẳng hạn, thì rõ ràng là một cái kiểu khác nhau thì có thể có những cái hành động không giống nhau và sẽ gây ra lỗi. Đây chỉ là những cái mà mình đưa ra làm ví dụ, tất nhiên trong thực tế là tùy vào từng cái trường hợp cụ thể thì có rất nhiều những cái vấn đề nó phát sinh và nó sẽ tùy thuộc vào thực tế nó đưa ra những cái lỗi của từng cái loại hay từng cái kiểu cụ thể. Ok, bây giờ thì đến với cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần mà chúng ta sẽ minh họa nó. Ok, bây giờ này mình sẽ có một cái đoạn chương trình như sau. Mình sẽ cho một cái biến x rồi mình gắn 100. Sau đó thì giả sử là mình sẽ giả sử trong cái đoạn chương trình của mình nó sẽ có lỗi try, mình sẽ ném nó vào đây và xử lý lỗi ở đây catch. Và trong cái catch này thì thường nó có một cái tham số, mình hay đặt nó là error, viết tắt của error. Thì cái nhớ là cái việc sử dụng try catch hay finally này thì có thể có khối như sau: một là try đi là với catch, hai là try và finally, và thứ ba đó là try catch và cuối cùng là ở đây là finally. Đó. Thì ở đây cái thứ tự thực hiện như là như thế này. Nếu như cái đoạn code trong try sẽ lỗi thì cái khối catch này nó sẽ được thực hiện này. Đó, và cuối cùng thì sẽ là đến khối finally. Còn nếu như try không có vấn đề gì cả thì nó sẽ bỏ qua vấn khối catch và xuống thẳng finally. Còn nếu như không có finally thì try sẽ thực hiện, nếu như xảy ra lỗi ở trong khối try thì cái khối catch sẽ thực hiện, nếu cái khối try không có lỗi thì khối catch sẽ được bỏ qua. Còn nếu như cái có cái loại mà try và finally thôi thì khối try sẽ thực hiện. Đó, sau đó đến khối finally. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với try your catch. Và cái này là thông thường nhất, chúng ta hay sử dụng cái này. Đầu tiên là mình sẽ cho y bằng thôi,
x đi, x sẽ bằng x cộng y. Ok, và trong này ấy, thì cái lỗi này này mình sẽ tạo ra một cái thẻ p ở đây. Đây là cái thẻ có ID bằng demo. Mục đích của mình đó là cái thẻ p này sẽ dùng để hiển thị ra cái lỗi của mình. Thì ở đây mình sẽ cho document .get element by ID. Và cái này mình gán cho nó cái inner HTML sẽ bằng cái error. Thì lưu ý là khi mà lỗi xảy ra ấy, thì cái thằng get này này nó sẽ nhận một cái tham số là một cái error. Error này là một cái đối tượng error, và đối tượng error nó sẽ có hai cái thành phần. Đó là cái name. Đấy. Thì name thì là tên của cái lỗi hay cái ngoại lệ. Và cái thứ hai đó là cái message. Message tức là cái thông điệp lỗi tương ứng. Đó. Thì mỗi một cái loại lỗi thì có một cái thông điệp. Và khi mà chúng ta throw ở trong này này, nếu như gặp lỗi thì chúng ta throw ở đây. Thì giả sử throw my error. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng mới là đối tượng error ấy, tạo ra một đối tượng error mới và cái thằng này này nó sẽ ném vào trong này. Đấy. Ok. Rồi bây giờ bỏ qua thằng này cho nó đỡ phức tạp này. Thấy hiểu đơn giản đó là nếu như bằng trực tiếp như thế này thì cái thằng error này nó sẽ gồm hai thành phần, đó là name hai chấm, sau đó là đến message. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy coi nào. Đây, tắt hết cái mới này đi. Thì cái lỗi xảy ra ở đây là reference error, e is not defined. Ok, thì tức là chúng ta đã gặp một cái error rồi, đây này. Đấy, gặp một cái lỗi này rồi. Lỗi này tức là các bạn thấy nó có hai thành phần. Thành phần phía bên trái dấu hai chấm, sau đó là đến bên phải. Thì dấu bên cái thằng bên trái chính là tên lỗi, còn bên phải chính là message. Ok, thì nó tương ứng với một số những cái loại này. Lúc nãy là reference error, chính là cái loại này. Có thể là syntax error, type error hay là range error, tùy vào cái lỗi nha. Thì cái này nó có thể hơi trừu tượng một chút, tuy nhiên là sau này khi mà các bạn đã trở nên thành thạo rồi thì cái việc xử lý lỗi hay là cái gặp những cái vấn đề như thế này nó rất là bình thường với các bạn. Tuy nhiên khi mới mà tiếp cận với một cái vấn đề mới thì nó luôn là một cái thứ có thể là khiến là hơi khó chịu mà phải mất một thời gian để quen. Ok, đó là chỉ cái thằng error đầu tiên. Bây giờ mình sẽ minh họa một cái error khác. Bây giờ mình sẽ cho x sẽ to upper case hay là lower case. Tức là mình muốn viết hoa, viết thường với giá trị x này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là mình gặp cái vấn đề gì. Lúc này thì lại xảy ra một cái error khác, một cái lỗi khác, đó là type error. Tức là nói về kiểu. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là nó bảo là x.to upper case không phải là một cái function. Thì thực tế đó là ở trong cái number ấy, thì chẳng có cái gì là phương thức nào tên là to uppercase. Cho nên là một cái giá trị x nó là kiểu number thì nó không thể uppercase được. Mà nếu uppercase thì chúng ta phải cho nó là một cái ký tự. Ví dụ như là mình muốn cho nó là x nhỏ. Thì lúc này chúng ta sẽ không gặp cái lỗi nữa. Đấy, thì lúc này không gặp lỗi nữa. Ok ạ. Đó. Thì ở đây chúng ta phải sử dụng đúng kiểu đó. Nếu như để cái này mà bằng một cái ký tự nào đó ví dụ như là thôi cho nó vài số đi. Đây thì nếu như mà sử dụng khác kiểu, không đúng kiểu thì nó sẽ gặp ngay một cái exception. Rồi, đó chính là cái type error. Thì đấy là một số những cái kiểu mà sẽ gặp vấn đề. Ví dụ một cái error khác. Sau đó chúng ta chuyển sang một cái ví dụ thứ hai. Ở đây thì giả sử là như nãy mình nói là lấy cái độ chính xác. Ví dụ x to precision. Ví dụ như là mình sẽ lấy 500
chữ số ở sau dấu phẩy cuối thằng này, mình cho nó là số nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ là số này số 5. Thì chúng ta sẽ xem được cái kết quả range error. Đấy, gặp cái ngoại lệ là liên quan đến range error. Nó bảo là cái argument must be between 1 and 100, tức là cái khoảng số phần tử hợp lệ ở trong này này chỉ có thể từ 1 đến 100, mình sẽ cho 99 coi. Thì cái kết quả là ok. Đó, thì không gặp lỗi nữa tại vì mình chỉ hiển thị lỗi đây này, document.getEvent by ID hiển thị cái lỗi nếu nên nó vào đây. Như vậy thì như cái giá trị truyền vào cái tham số này này nó phải hợp lệ, phải trong một cái range, trong một cái khoảng định nghĩa của cái phương thức đấy thì nó mới hợp lệ, nó mới chạy được, còn nếu không nó xảy ra lỗi. Thì thông qua những cái ví dụ vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng cái việc lỗi thì luôn có thể xảy ra trong chương trình ra, và khi xảy ra lỗi thì cái gì sẽ xử lý lỗi chính là ở trong khối kép. Và cái công việc bình thường khi mà xảy ra lỗi thì thông thường là chúng ta sẽ thông báo ra là cái lỗi đấy là cái gì để thực hiện. Ok, và cái nội dung mà chúng ta thấy là có thể xảy ra lỗi thì chúng ta luôn để nó ở trong cái khối try. Đến cái khi mà chúng ta làm cái project thực hành ấy, thì sẽ xảy ra những cái lỗi và các bạn sẽ rõ hơn nha. Bây giờ chúng ta đến với cái ví dụ thứ hai. Mình sẽ ném tất cả những thứ này đi. Ok, và mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Mình sẽ minh họa nó vào chỗ này. Đây là cái đoạn chương trình. Và trong cái đoạn chương trình này thì mình sẽ sử dụng một cái mà sử dụng đến thằng throw. Tức là gì? Ở đây chạy đã. Mình có một cái ô nhập dữ liệu cho người dùng nhập vào. Như lúc đầu mình nói đó là giả sử chúng ta muốn chuyển khoản đấy thì nhập cái số tài khoản vào, sau đó chúng ta check. Thì ở đây mình yêu cầu người ta nhập một cái giá trị số thôi, từ 1 cho đến 100. Đấy, thì nếu như người dùng nhập vào thì họ có thể nhập những cái giá trị có thể là trong cái đoạn 1 đến 100, có thể là nhỏ hơn 1, có thể lớn hơn 100. Có thể là những cái thứ ký tự không phải là số. Đó, hoặc có thể người ta chả nhập gì cả, người ta kích luôn. Thì ứng với từng cái trường hợp đấy thì chúng ta phải đưa ra những cái thông báo, những cái gợi ý để người ta làm đúng. Ok. Rồi, thì ở đây mình phân tích như thế này. Giả sử là nếu người dùng không nhập gì cả mà click luôn cái nút, tại vì mình bảo là hãy nhập giá trị 1 đến 100, sau đó là click vào cái nút để check. Thì nếu như người dùng không nhập gì cả mà click luôn thì mình sẽ throw, tức là ném ra một cái lỗi. Thì lỗi này chính là cái lỗi gọi là cái dữ liệu đầu vào là bị trống, hãy thử lại. Tiếp theo, nếu như người dùng nhập vào cái gì đó không phải số, ví dụ dấu cộng, ký tự, chữ cái, vân vân, thì chúng ta sẽ thông báo hay là ném trong cái lỗi đó là không phải là số đó, và yêu cầu người ta thử lại. Sau đó thì nếu như hai trường hợp trên không xảy ra thì rõ ràng là người ta đã nhập vào cái giá trị số, và mình sẽ ép cái giá trị số đấy. Và thông thường khi mình lấy cái giá trị ở trong một cái input thì cái dữ liệu đầu vào nó sẽ là string, và string này sẽ được ép ra một cái giá trị kiểu số thông qua một cái number. Và sau đó thì mình kiểm tra cái giá trị number, nếu như number nhỏ hơn 1 thì mình sẽ bảo là số này nó khá là nhỏ hay là quá nhỏ, hãy nhập lại. Còn nếu như cái giá trị mà người dùng nhập vào ấy nó mà lớn hơn 100 thì mình lại thông báo là cái giá trị này quá lớn so với quy ước của mình, và yêu cầu người ta hãy thử lại, hãy nhập lại. Ok, và cuối cùng nếu như người ta nhập đúng ấy, thì mình sẽ hiển thị cái giá trị số của người ta ra. Còn nếu như người ta nhập sai hay là có cái error đây này thì tùy vào từng cái giá trị error này mà mình sẽ thông báo cái giá trị hay là cái gợi ý tương ứng. Bây giờ mình sẽ thử này. Chỗ này mình cho thêm một cái thông điệp nữa đi. Congratulations. Your number is như thế này.
hoặc là nói đơn giản là very good hay là good job, ok, tùy đó. Cái này chỉ là cái minh họa thôi. Thì ở đây là mình đã sử dụng try. Thì cái khối hay là cái những cái gì mà có thể xảy ra lỗi này thì mình để nó ở trong cái cụm try đây này, cả cái cục to tướng này. Đấy, thì mình để trong cụm try. Và nếu như xảy ra lỗi thì mình sẽ xử lý lỗi ở cái khối get đây này. Đấy, cái khối get này sẽ xử lý lỗi đơn giản ở đây đó là mình hiển thị cái thông điệp tương ứng đây này, những cái thông điệp này này. Đấy, hiển thị lên để người dùng nhìn vào cái thông điệp để mà biết cách sửa lại cái dữ liệu đầu vào cho nó đúng. Sau đó thì bây giờ mình sẽ test. Rồi, nếu như mình không nhập gì cả, mình click luôn thì hiển thị đây là cái thông điệp đó là input is empty, try again. Tiếp theo mình nhập một cái giá trị thật lớn, đó, lớn hơn 100 thì sẽ thông báo là cái giá trị này quá lớn, hãy nhập lại. Nếu mình nhập vào cái giá trị nhỏ thì lại cái giá trị này quá nhỏ, hãy thử lại. Nếu như mình nhập vào mà là không phải là số thì lại hiển thị thông báo à không phải là giá trị số, hãy thử lại. Được chưa? Đấy, nếu mình nhập vào những cái ký tự gì đó bla bla đi thì cái này cũng không phải số, hãy thử lại. Và bây giờ cuối cùng mình nhập vào một cái giá trị số trong cái đoạn từ 1 đến 100 thì cái này là ok, đúng rồi, số này là số 88. Ok, số 99 đi. Đấy, thì bây giờ mình vừa load lại cái nội dung mới. Thì nó là đây, xin chúc mừng bạn đã nhập đúng cái giá trị số và số đấy chính là 99. Và nhập vào số 1. Đúng, nhập vào số 100. Ok, đó. Thì bây giờ nhập vào số 1000 thì nó sẽ lại gặp error hay là gặp ngoại lệ. Ok, thì cái này rất là hữu ích khi mà chúng ta kiểm tra những cái giá trị mà người dùng nhập vào, bởi vì người ta có thể nhập vào vô vàn những cái thứ gì đó mà không đúng theo cái quy ước của chúng ta. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái xử lý ngoại lệ, sử dụng try, catch, throw, finally để áp dụng vào cái chương trình để làm sao cho chương trình nó đưa ra những cái kết quả hợp lý nhất, đúng nhất trong cái ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng. Như vậy thì cái bài thứ 40 về JavaScript đã giới thiệu với bạn cái cách sử dụng của những cái exception handling, tức là những cái keyword liên quan đến cái phần xử lý ngoại lệ trong JavaScript, và có bất kỳ một cái vấn đề gì thì các bạn hoàn toàn có thể Google. Đấy, có rất nhiều những cái tài liệu ở trên Internet, ví dụ như các bạn có thể lên những cái trang mà W3School hay là trang MSDN của thằng đây này, vào thằng W3 này và Learn JavaScript, thì ở cái phần mà liên quan đến cái error thì người ta cũng có giải thích chi tiết này đây. Và nếu các bạn chưa thỏa mãn thì các bạn có thể vào một cái trang khác, cái trang của MSDN, thì các bạn gõ try catch đây thì người ta giải thích khá là kỹ. Đấy, thì các bạn vào đây để tìm hiểu kỹ hơn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái nội dung này tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.